50%. Tiệm này như là của Hàn Quốc cho nên là cái style kiểu rất là đơn giản, mà tiệm rộng rãi và rất là thích. Nhiều cái đơn giản, không có hình gì hết. Có cái này đẹp, cái này cũng chụp. Mà cái điện thoại mình quay lên cái màu ở ngoài, cái màu giống như màu cà phê vậy á, mà không quay lên thì nó hơi tối. Làm sale 46. Đây sale cấp tôi 70. Có cái áo khoác nè, áo khoác này còn 54, sản xuất ở Việt Nam, đẹp, có hai màu, màu kem với lại màu đen. Cái này tay mình tốc độ, cái này 68 và đây là chân váy với lại quần khoảng 17 đồng à. Có cái chân váy len này, này 32, váy thì 32, còn cái này là quần 18. Mình mua cái đầm này ở Oak and Fox, đầm len dài, mặc màu thun. Mình quay lên cái màu nâu nó hơi tối, đây màu nâu. Cái tài nó sẽ thuế luôn là này, hai cái giống y chang như nhau, mình lấy một cái gì mình lấy một cái, và thuế luôn là khoảng 20 đồng 40 sen. Trong cửa hàng thì thấy hình như còn có 2-3 cái gì đó, mình lấy hai cái chắc còn lại một cái. Tiệm này chính thức trở thành tiệm yêu thích mới của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích những nội dung mà mình chia sẻ thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.